anh Vương, nền tảng của chúng ta có tổng cộng 112 mỏ neo. Hôm nay không trực tuyến, tôi đã nhờ ai đó kiểm tra nó. Những người này đều đã đi qua TT, những kẻ đáng ghét này. Bạn nên thông báo ngay cho bộ phận pháp chế của công ty. Kiện cho tôi tất cả những cái mỏ neo này, bắt họ trả tiền. Ông Vương là người được bồi thường thiệt hại, chỉ vài trăm triệu thôi. Nhưng tất cả những chiếc mỏ neo lớn đã bỏ đi. Nếu điều này tiếp diễn, tôi sợ rằng tất cả người dùng trên nền tảng của chúng ta sẽ bỏ đi. Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì? Tên tiểu thọ dựa vào việc tặng quà để thu hút sự nổi tiếng. Chúng ta cũng làm điều đó. Bạn có thể giữ chân người dùng đến mức nào? Tôi không nghĩ có cách nào khác. Bây giờ bạn có thể mua quà cho tôi, trải càng nhiều càng tốt. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Xin chào anh An, cho đến thời điểm này, chúng ta đã có thêm hơn 15 triệu người dùng mới. Không tệ, dạo này chúng ta đã tăng cường nỗ lực quảng bá. Yêu cầu bộ phận quảng bá của công ty sử dụng hết 100 triệu quỹ khuyến mãi. Tuần tới, nhờ quảng bá rầm rộ, lượng người dùng mới tăng vọt lên hơn 30 triệu. Tiểu thọ mang về rất nhiều mỏ neo xinh đẹp cho công ty, cùng nhau tổ chức tiệc mừng. Tất cả đều tốt, không cần vội, sớm hay muộn tất cả đều là của tôi. Công ty của tiểu thọ đang phát triển mạnh mẽ, nhưng cổ phiếu của Giao Duy lại giảm mạnh. Buổi phát sóng trực tiếp TT đáng ghê tởm này, chỉ vài ngày nữa thôi, lượng hàng tồn kho chúng ta tiếp tục giảm tới mức giới hạn. 1/3 đã bốc hơi trực tiếp. Đây là giá trị thị trường hàng chục tỷ đồng. Bố tôi sẽ lột da tôi. Anh Vương, xin anh hãy dập lửa trước đã. Làm thế nào bạn có thể bảo tôi đi vào lúc này? Anh Vương, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra một số biện pháp đối phó. Nếu không giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm. Mấy ngày qua, lao động và vốn đã tiêu tốn 1 tỷ đồng, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Tất cả là ý tưởng tồi của bạn, tất cả là lỗi của tôi. Trước tiên hãy xem chương trình phát sóng trực tiếp TT của Giang Thành. Liên hệ với họ, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác tệ quá, tôi sẽ không giải quyết vấn đề này như thế này. Bạn nên sắp xếp ngay để có người đến kiểm tra. Ai là ông chủ của buổi phát sóng trực tiếp TT này? Và người được gọi là Tiểu Thọ. Tôi muốn anh ấy có một cánh tay và một chân. Nhanh lên. Các anh là ai? Có anh chàng tên Tiểu Thọ sống ở đây phải không? Bọn này nhìn giang hồ quá, chắc chắn không phải là người tốt. Không, người chúng tôi sống ở đây tên là Ly Đan. Anh ơi, chúng ta có đang đến nhầm chỗ không? Ừ, hãy tìm lại nó. Tôi phải nói với anh Tiểu Thọ ngay. Anh Tiểu Thọ, vừa rồi có vài kẻ hung ác đã đến đây, nhưng tôi đã lừa họ đi. Tôi đoán nó có liên quan đến Vương Thiên Hào đó. Đừng lo lắng le, tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Anh An, người dùng mới của chúng ta đã vượt quá 50 triệu. Có chuyển động nào ở Ro Xuân Do Uy không? Do Uy đã kiện chúng ta vài ngày trước, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Hôm nay họ đã liên lạc lại với chúng ta. Tôi muốn gặp anh trực tiếp, nên tôi đã không nói với anh. Được, tôi hiểu rồi. Và Nhược Quân, hãy đăng ký ngay một công ty bảo vệ, sau đó sắp xếp một số việc, tìm một đội bảo mật tuyệt vời. Anh An, hãy cân nhắc kiểu chiến tranh thương mại này. Chúng ta không thể tránh phía bên kia sử dụng chiến thuật đen tối như vậy. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Anh An, đây là Ca Linh. Huấn luyện viên Ca Linh là một trong những cầu thủ giỏi nhất ở Giang Thành. Đội an ninh do cô ấy chỉ huy, chắc chắn có thể bảo vệ chúng ta triệt để. Chào anh An, tôi là huấn luyện chuyên nghiệp ở Giang Thành. Tôi hứa không có thế lực đen nào dám tấn công anh. Huấn luyện viên Ca Linh, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ mở cửa. Ok bạn, tôi đã kiểm tra nó. Đây là nơi tên Tiểu Thọ sống. Gọi anh ta ra ngay lập tức. Anh Tiểu Thọ, vẫn là người ngày hôm qua. Đừng sợ le. Ai trong số các bạn có tên là Tiểu Thọ? Hãy nhanh chóng ra ngoài. Tại sao lại là anh, Vương Cương? Anh đang làm gì ở đây? Chị gái, sao chị lại ở đây? Anh lại làm việc đó nữa à? Tôi đảm nhận công việc của thế giới ngầm. Tôi bảo anh An bây giờ là sếp của tôi. Nếu anh dám coi thường anh ấy, anh đang thiếu tôn trọng tôi. Xin lỗi chị gái. Anh An hài hước thật, dạy kèm lỏng lẻo. Tôi sẽ đưa anh ấy đi học ngay. Hãy ra ngoài với tôi ngay bây giờ. Nhược Quân, có vẻ như vệ sĩ xinh đẹp mà bạn tìm thấy khá mạnh mẽ. Nhân tiện, chúng ta có thể có được Do Uy không? Mặc dù thị trường chứng khoán gần đây lao dốc, nhưng giá trị thị trường vẫn hàng chục tỷ. Và bên kia cũng có thể không bán nó. Việc mua lại có thể không dễ dàng. Tiền không phải là vấn đề. Mở một cuộc họp để thảo luận về nó. Đặt mức giá phù hợp. Hãy khởi hành đến Thẩm Thành, đóng gói nó và mua nó. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay. Chương trình phát sóng trực tiếp TT đã gửi tin nhắn. Họ muốn nói chuyện với chúng ta về việc mua lại. Tôi nghĩ họ hơi quá kiêu ngạo. Thực sự muốn mua của chúng ta. Giá cổ phiếu hiện tại của Quang Sao Do Uy tiếp tục giảm mạnh, có lẽ khó phục hồi. Thay vì điều này, chúng ta cũng có thể tăng giá và bán nó. Dù sao thì sự cạnh tranh trong ngành phát sóng trực tiếp hiện nay rất khốc liệt. Chỉ cần bạn có tiền, chúng ta có thể trở lại trong các ngành công nghiệp khác. Điều bạn nói có lý. Nhưng buổi phát sóng trực tiếp của Do Uy đã từng có vinh quang vô tận, giá trị thị trường vượt quá 50 tỷ. Bây giờ nó thực sự sắp được mua lại, và bố tôi cũng rất tức giận. Này, bạn nói bây giờ nó đang được bán, cổ phiếu Do Uy đang giảm mỗi ngày. Giá mua không phải là quyết định cuối cùng của bên kia. Chúng ta có thể tìm ai đó để tăng giá cổ phiếu. Nhìn bề ngoài, anh ấy có vẻ như đang bám trụ đến cùng. Trên thực tế, nó đang làm tăng giá của công ty. Và tôi đã thấy được đà phát sóng trực tiếp TT của anh ấy. Họ muốn độc quyền toàn bộ ngành phát sóng trực tiếp. Tôi tin rằng miễn là giá chúng ta đưa ra không quá cao, họ chắc chắn sẽ trả tiền cho việc đó. Được rồi, tôi sẽ làm như bạn nói. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, toàn bộ số tiền không thể dưới 30 tỷ. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp người nâng giá cổ phiếu lên ngay. Con đang định đi đâu? Bố cũng không thể biết được sao? Con đi có việc, bố không cần phải biết. Làm ơn ngừng theo dõi con. Nhưng bố rất lo lắng cho con.
Có chuyện gì thế? Họ không định bán cho uy à? Đó không phải vấn đề, chỉ là giá họ đưa ra quá cao. Hôm nay tôi báo giá 24 tỷ lần đầu tiên, nhưng đối phương trực tiếp yêu cầu 40 tỷ. 40 tỷ dựa trên thu nhập ngày hôm nay, họ lấy sự tự tin ở đâu? Anh An, anh có để ý không? Giá cổ phiếu của Joy thực sự đã bắt đầu phục hồi trong 2 ngày qua. Tuy không tăng nhiều, nhưng ít nhất nó đã không giảm. Tôi dự đoán, việc này có lẽ do người nào đó của Joy sắp xếp thực hiện, muốn tăng giá công ty thông qua giá cổ phiếu. Tôi nghĩ anh ấy đã tìm được ai đó để tăng giá cổ phiếu, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền. Dù sao thì chúng ta cũng không vội, chính họ mới là người phải lo lắng. Anh An, tôi sẽ vào thương lượng với họ trước. Ca Linh, tôi đi vệ sinh. Anh Vương, nhà máy của tôi không thể tồn tại được nữa. Nếu anh không có ý định đầu tư, thế thì tôi chỉ có thể bán nó thôi. Ông Thành, tôi chưa nói với ông sao. Muốn nói chuyện về đầu tư, chỉ cần bảo con gái của ông đến. Keo đã đi đến nơi khác, bây giờ không ở Thẩm Quyến. Điều anh ấy vừa nói là Keo. Tôi nghe đúng đấy. Vừa rồi ông đang nói về ai vậy? Tên con gái của ông là gì? Cậu là ai? Ông vừa nói tên con gái ông là gì? Nói nhanh cho tôi biết đi. Con gái tôi tên là Chen Keo. Tại sao cậu hỏi điều này? Nhưng những người khác đâu? Cậu là ai? Mối quan hệ với Ke là gì? Tôi là bạn trai của cô ấy. Bạn trai? Chẳng lẽ Ke ơ nói kiếp này chỉ yêu người này? Đây có phải là chàng trai trẻ trước mặt tôi không? Nói cho tôi nhanh, cô ấy ở đâu? Tôi cũng không biết Ke ở đâu. Ông không phải là bố cô ấy sao? Sao ông lại không biết cô ấy ở đâu? Những gì tôi nói là sự thật. Ke ơ mới khai trương Thẩm Quyến vài ngày trước. Ke ơ đi đâu rồi? Tôi cũng không biết. Anh đến từ đâu? Sao anh dám làm gián đoạn công việc của tôi? Ra khỏi đây đi. Sao anh dám mắng tôi? Tôi thấy anh đang tìm Ke ơ. Chú Chen, chúng ta hãy tìm một nơi. Hãy kể cho tôi nghe về Ke ơ. Đồ khốn, tôi không để anh đi. Anh dám mắng tôi ở đây. Chàng trai hãy nhanh chóng rời đi. Anh ấy là người mà cậu không thể xúc phạm được. Nếu cậu không rời đi, cậu sẽ phải chịu số phận. Chú Chen, đừng sợ. Chúng ta đi cùng nhau. Chàng trai đây là lãnh thổ của tôi. Cậu có nghĩ rằng cậu có thể bỏ đi dễ dàng? Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh Vương có chút hiểu lầm. Thật là một sự hiểu lầm. Tôi không biết chàng trai này đến từ đâu. Sao cậu dám mắng tôi? Anh Vương quên giới thiệu với anh. Đây là ông chủ của tôi. Anh ấy là chủ nhân các buổi phát sóng trực tiếp của TT. Anh ấy là chủ nhân các buổi phát sóng trực tiếp của TT. Anh ấy là ông chủ của TT Neo. Chết tiệt. Dù có là ông chủ cũng không thể cứ chửi người khác được. Nhược Quân, tôi sẽ giao việc này cho bạn xử lý. Chú Chen, đi thôi. Hãy tìm một nơi để nói về Ke ơ. Ke ơ là ai? Anh Vương, chúng ta gần như đã nói xong về việc mua lại. Tôi sẽ quay lại bàn bạc kỹ với anh An. Tôi sẽ cho anh câu trả lời trong vài ngày tới. Chàng trai chết tiệt. Tôi sẽ giải quyết vấn đề với cậu sau khi bán giao uyên. Anh Vương, làm sao ông chủ TT đó lại biết người tên Chen này? Anh chàng đó nói mình là bạn trai của con gái ông Chen. Dù sao đi nữa, tôi sẽ có được cô ấy dù thế nào đi chăng nữa. Anh Vương, nếu anh để anh ta biết anh đang âm mưu chống lại con gái của ông Chen, liệu anh ấy có ngừng mua giao uyên không? Chỉ là một người phụ nữ thì có giá trị bao nhiêu? Chúng ta giao uyên là những người dẫn đầu trong ngành phát trực tiếp. Anh ấy chắc chắn sẽ tiếp tục có được. Chú Chen, tại sao chú lại ở nhóm giao uyên? Trước đây tôi đã mở một nhà máy, hiện đang gặp một số khó khăn, cần vòng quay vốn. Sau này tôi đã tìm thấy Vương Thiệu, nhưng một khi anh ta bắt đầu có những suy nghĩ về Ke ơ. Đợi tí, chú nói người họ Vương đó dám lợi dụng Ke ơ. Đúng là anh ta bắt Ke ơ phải nói chuyện với mình. Cũng chính vì Ke ơ mà tôi đã ra đi không lời từ biệt. Tôi không biết mình phải đi đâu bây giờ. Vương Thiên Hào, tôi chắc chắn rằng sẽ làm cho anh cảm thấy tốt hơn. Anh An, chỉ cần chúng ta có được cho uy, vậy thì Vương Thiên Hào sẽ không có gì. Vậy thì quá dễ dàng cho anh ta. Tôi sẽ khiến anh ta trở nên vô dụng, cuối cùng chết trong tay tôi. Bạn đi sắp xếp để ai đó hạ giá cổ phiếu của Joy xuống. Tôi muốn thấy Joy phá sản. Anh An, anh đang đùa tôi à? Joy hiện đang xuống dốc. Ngay cả khi chúng ta không làm gì, giá cổ phiếu cũng sẽ rất thê thảm. Nhưng tôi không muốn chờ đợi. Trước anh An chỉ qua Joy mua quà thôi. Nhưng bây giờ anh muốn Joy phá sản. Anh có biết nó sẽ có giá bao nhiêu không? Họ muốn bao nhiêu? Tôi không biết chính xác là bao nhiêu. Nhưng giá trị thị trường của Joy ở đâu? Ít nhất cũng phải chục tỷ. Ngày nay có hơn 30 tỷ lượt truy cập vào các nữ phát thành viên. Cộng thêm hơn 10 tỷ trước đó. Mình nghĩ hơn 40 tỷ là đủ. Sao anh dám bắt nạt Ke ơ của tôi? Anh ta phải chết. Không phải chỉ có mấy chục tỷ thôi sao? Tôi vẫn đủ khả năng chi trả. 10 tỷ, tôi nghĩ bạn điên rồi, điên rồi. Tiểu Thọ, cậu không cần phải như vậy. Được rồi chú Chen, xin vui lòng cho tôi biết về Ke ơ. Anh An, đây là Tôn Bình An. Anh Tôn chịu trách nhiệm đặc biệt về đầu tư. Nhật Quân đã nói với anh về Do Huy, phải không? Tôi nghe anh Vương nói. Tốt thôi, tôi chỉ có một yêu cầu. Do Huy chắc chắn sẽ phá sản, hay là vô giá trị. Cái này giá bao nhiêu? Tình hình hiện tại của Do Uy có lợi cho chúng ta. Nếu có 30 tỷ quỹ, tôi ước tính nó có thể được hoàn thành trong nửa tháng. Cuối cùng thì trong số 30 tỷ đó sẽ còn lại bao nhiêu? Tôi không thể đảm bảo điều đó. Anh không phải lo mất tiền, tôi sẽ đưa anh 40 tỷ, hoàn thành nó trong vòng 10 ngày. Anh có thể làm được không? Trời ơi, 40 tỷ. Anh An, đừng lo lắng. Miễn là có tiền, tôi sẽ cố hết sức. Được rồi, anh còn cần gì nữa không? Anh và Nhật Quân có thể từ từ thảo luận về giải pháp. Anh Vương đã nói điều này sẽ khiến kẻ thù tổn thương gấp ngàn lần. Anh An, sao phải bận tâm? Anh An bây giờ đang nổi giận vì người đẹp.
dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng không trả tiền cho việc đó.